thì chào các bạn đã xem đang xem kênh Thám Hiểm Hành Trình. Thì hiện tại Kỳ đang có mặt tại khu vực chợ Châu Thành. Thì hôm nay Kỳ đi trên đường, Kỳ cũng nói chung là tình cờ đi thì gặp được anh Lũng hôm nay. Thì cũng có một cái chị khán giả cũng đã có gửi cái đồng ngăn, đã mua sẽ mua cho anh Dũng anh Lũng một chiếc xe đạp, thì với cái những cái đồ phụ kiện của anh Lũng nè. Nhưng mà thật sự hiện tại là Kỳ chưa có nhận tiền được, là do ngân hàng hôm nay thì do tới tay nó mới gài, họ chưa có hoạt động, ngày mai không có hoạt động. Thì sẵn hôm nay thì làm cái clip để nói chuyện giao duyên với anh Lũng. Thì em cũng cảm ơn anh Lũng rất là nhiều. Thì từ cái lúc mà anh Lũng là từ lúc em gặp Lũng đó là có điều gì nó may mắn nói với em hay sao anh Lũng, thì cái đó thì không biết. Nhưng mà đối với người khác thì không biết sao, nếu người đời á, tại vì Kỳ có đặt cái tên đó thì những lời nhắn nhủ của người khùng, thì nếu mà người đời nói chuyện đó thì dĩ nhiên là họ xem Lũng á, thì nói chung ngoài đường đi mình không nói là ai, thì giống như ăn mặc anh Lũng nè rất là lạ, rồi khăn trên nữa, thì ngoài đường là người ta có gọi mình khùng này kia không Lũng? Cũng có nhưng mà mình không quan tâm. Dạ, nói chung thì mình ăn mặc hơi kỳ kỳ mình vẫn tự cười vẫn vui à. Dạ, rồi ai nói kệ họ, thì miệng đời mà thì họ thấy lạ thì họ cứ nói vậy thôi. Nói chung là ai cũng vậy thôi. Thì nói với Kỳ thì Kỳ rất là quý anh Lũng. Thì nói chung thì mình cái duyên sao các bạn thì mình không có hiểu được. Thì hôm nay nè thì cũng gặp lại anh Lũng, thì nói chung thì cũng rất là vui. Thì ở đây sẵn đây trò chuyện với anh Lũng. Lũng là mấy em gài mình đi vậy, là bữa đó em gặp anh là trên cầu Ba, rồi mình đi đâu nữa Lũng? Đi Chi Tôn. Chi Tôn là ngày đó đi đâu ha? Ừ, đi là mình đi bộ không hay đi đó đón xe? Đi xe gì, ai chở? Yeah, đi bộ không à, bá chở đâu có nào dám chở. Dạ, nhưng mà nói chung là mình đi tới đâu ngủ tới đó cũng gần. Dạ, từ ở chắc Châu Thành, chắc cà đau Châu Thành này thì mình đi tới Chi Tôn bốn mấy cây, đi hai ngày là bộ ha. Ừ, đi hai ngày. Thì lúc mới đó em gặp anh đó là em nói là tưởng đó anh lội vòng vòng ở đó rồi anh sẽ đi về ở trên Vĩnh Trung. Thì trong đó em đi về cái trên đó em cũng hỏi bà con ở đó thì người ta nói không biết. Tôi đâu có về nhà đâu. Dạ, thì cái duyên sao á, vì trong kinh trong ruộng ta đâu có quan tâm. Trong kinh mà đa số dân ở đó toàn dân Khmer mà. À, hiểu không, dân Khmer là mình đi mình bỏ quê luôn hay sao anh Lũng? Không muốn về luôn. Ừ, bữa hôm là đi về tới Chi Tôn là bắt đầu ngủ đêm, bắt đầu xong sáng đi ngược về ra Châu Thành này. Dạ, đó, đi ra Long Xuyên đi chơi một vòng. Dạ, bây giờ chuyển qua Lùm Gia Chai à. À, thì cho nó chắc cú. Thì Kỳ thấy nè là cái anh Lũng có lập được cái những cái chai, những cái là giấy để dành mà bán để kiếm mưu sinh thêm. Thì nếu mà hàng ngày đó Lũng là mình đi gì đó rồi mình lại xin người ta hay là người ta tự động ta gặp người ta cho chè tay người ta cho à, để tay người ta cho ha. Ừ, là cho. Theo cái hướng đó Lũng thì một số khán giả cũng nói với em là mình cái kiểu giống hành căn, là từ lúc mà mình bỏ nhà mình đi tới bây giờ là bao nhiêu năm anh Lũng? Năm 16 tuổi. 16 tuổi. Hôm nay 47 à. Tết năm nay 48. Ừ, 16 tuổi là mình đã đi lang thang gì đó ha. Ừ, ở Long Xuyên ai không biết. Ừ, bầm nở tùm lum vậy ha. Ừ, là hồi đó có đồ đội, có đôi khăn gì chưa? Không, rất là bình thường hả? Rồi từ lúc nào mình mới đội khăn, mình đeo nơ rồi đeo bông đó? Lâu rồi, tóc dài một chút là cạo. À, dài một chút cạo để giống gì? Là mình để tóc không được hay sao? Để không được, nhức đầu đó. À, ngộ vậy ha. Mà khi mình làm giống như kiểu như giờ mình là đeo giống gì nè, là mình bình thường. Ừ, cũng ngộ cái điều gì ha. Chứ ngồi ngoài nắng không à, ít ngồi trong mát. À, thì mới đây Kỳ gặp anh Lũng đó, Lũng là đang ngồi ngoài nắng luôn. Là mình bình thường, nói chung ngồi đâu cũng được. Nói chung thì nếu mà người bình thường gặp anh Lũng á thì sẽ dị nghị thế này cái kia, nói lại không hay như cái tiêu đề Kỳ đã nói đó, là người khùng. Thì nói chung cái xã hội mà thấy lạ lạ thì người ta nói vậy thôi. Thì nói chung là cái sao nếu mà bình thường thì họ nhìn vậy nói vậy thôi. Bởi vì Kỳ là anh Lũng là một người rất là tỉnh táo, nói chuyện tỉnh hơn Kỳ nữa, cái đó thật sự. Anh Lũng, đúng không? Bình chung, thường kệ ai. Dạ, nói kệ họ, mình làm đúng lương tâm. Nói chung mình là cái bề ngoài thì mình không có đón được các bạn. Nói chung thì lần đầu tiên Kỳ gặp anh Lũng đó cũng cái duyên gì đó tự động. Kỳ hôm đó đi Kỳ làm cái này nè, thì theo cái kiểu mà mình làm mình cái duyên với người đó mình mới làm được. Rồi nhiều khi mình biết người đó quay được đó, nhưng mà mình không muốn quay hay sao thì cái mình cũng không hiểu cái lý do tại sao. Rồi tự động buổi chiều đó đi rồi tình cờ gặp anh Lũng, cái duyên đó.
Cái ghé chỗ đó rồi lũng đi vô đó thì tự nhiên gặp rồi mình trò chuyện bình thường thôi. Nhưng mà Kỳ thấy là lũng có những cái câu là nghe rất là hay, lũng mình đọc thử nha lũng, đọc cho khán giả câu mình. Gì những cái câu mà anh nói đó thường đó, câu thơ gì của anh đó, nói sự đời đi. Dạ giờ nói sự đời, nói hoa nở ngàn năm hoa bị ngạn, hoàng tuyền quyết nhuộm nỗi bi thương. Vô hoa hữu diệp, vô tuyên ngộ, dạng kiếp luân hồi dạng kiếp dư. Anh Lũng có thể mình giải thích cái câu đó luôn anh Lũng cho khán giả nghe để biết luôn anh. Tức là cái câu của nó cũng như một đời người, một hoa nói về một lời hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn. À hoa bỉ ngạn. Một ngàn năm nó mở nở, một ngàn năm nó mới lớn một lần. Yeah. Một ngàn năm sau mới nở bông một lần. Yeah. Một ngàn năm sau nữa thì bông nó mới tàn. Yeah. Cũng như con người mình luân hồi chuyển thế. Thì để Kỳ quay tiếp anh Tổng là cho dễ ha. Là ý nghĩa là giống như là ý nghĩa của nó nói về cũng như là đối nhân xử thế vậy đó. Dạ. Đó, cái sự tốt xấu con người, nếu mà con người tốt á, thì có sự lâu dài. Dạ. Mà con người mà cũng như mà đối nhân xử thế không tốt á, thì cũng phải đánh đổi một cái sự lâu dài. Dạ. Cũng như nói câu ví dụ dễ hiểu đi, thì ở đời con người ta làm một cái điều gì tốt á, ta hưởng rất là lâu. Yeah. Một làm điều gì sai trái á, thì người ta sẽ trả cái nhân quả rất là lâu. Yeah. Đúng không? Cũng như nói chung giống như ví dụ như tù tội đi. Yeah. Ít thì ở ít, làm quá trời động trời thì người ta sẽ ở lâu. Yeah. Có thể dài 30 năm. Yeah. Có thể người ta chết hoặc tử hình. Yeah. Cũng như đời người, hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn, hoàng tuyền quyết nhuộm nỗi bi thương, vô hoa hữu diệp vô tuyên ngộ, dạng kiếp luân hồi dạng kiếp dư. Dạ. Đó. Thì một câu của anh Lũng nói đó thì các bạn ý, thì cái câu các bạn sau rất là hay, thì theo Kỳ cũng Kỳ không hiểu đâu, nhưng mà mình thấy đọc cái câu thì cái ý nghĩa anh Lũng giải thích luôn thì rất là hay. Có thể đọc thêm một số câu nữa cho khán giả với của kênh em để xem, để mà mình gọi là giống như nghiên cứu vậy đó, tham khảo vậy đó anh Lũng. Giờ đọc gì giờ. Tùy tâm của anh đi, tùy duyên đi. Những nói chung là mình cũng thuộc được mấy câu ngắn ngắn thôi. Dạ. Cũng như những cái câu mà ngắn ngắn, câu ngạo đời á. Ví dụ như người ta thường nói chọc ghẹo người ta, chọc ghẹo người ta, nói xấu người nọ, thì mình nói một câu là ăn trầu thì phải có voi, muốn soi người khác thì phải coi lại mình. Yeah. Tức là bản thân mình muốn nói xấu người ta phải suy nghĩ là bản thân mình có tốt chưa. Yeah. Mà dám bình luận người ta hoặc là nói này nói nọ người ta. Yeah. Đó, cái sự đời nó là vậy đó, không có gì hết trơn. Yeah. Hôm qua đi ngang cái gì, đi ngang xuống sàn nước nghe tiếng ca. Ở đâu anh? Cái, mỗi lần á bữa hôm gặp anh ở cầu 13. Dạ. Rồi đường đi về gì Vĩnh Hanh gì đó. À, đi về đường đó hả? Ừ, Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh đó. À, Vĩnh Hanh Cần Đăng ha. Ừ, Hòa Bảy. À, Vĩnh Hanh là Vĩnh Hanh. Vĩnh Hanh là tuốt ở dưới nữa. Thì gần Cần Đăng đó. Ờ. Bảy nữa. Đây xuống đây xuống xuống dưới là Cần Đăng. Cần Đăng Vĩnh Hanh là đi vô kinh. Vĩnh Hanh là cái xã Vĩnh Hanh nó nằm ở ngoài. À, tức là ở Vĩnh Bình đi lên. Số 2, khúc số 2. À, khúc số 2. Số 2. Ngủ dưới gầm cầu nghe tiếng hát. Mà hát cái điệu giống cây lương lắm. Trời ơi. Tôi còn nhớ một câu mà. Hát làm sao anh nghe là Lũng có thể mình nhớ mình đọc mình hát câu đó. Mà tiếng gái. Yeah. Nó nổi da gà nè má ơi. Dạ. Nó tiếng văng vẳng mà thật sự tối khuya đâu ai khùng đâu. À, lúc mình ngủ ha. Ngủ. Là anh có nhớ cái câu đó nào anh Lũng mình hát lại thử. Cái gì dòng sông con đò nước trôi vô tình, người đâu vẫn đợi sao ta buồn nhớ anh vô cùng. Đó khúc quá. Ừ. Hết. Ủa ai ca bé nghĩ ta câu đó là mang cái ý nghĩa sao anh? Chắc mình nghĩ nhỏ nó con gái nó chết đi. À. Đó, y như giọng Kim Lan vậy đó. À, hát hay gì luôn ha. Ừ.
Và hay là có khi nào trong cái người ta hát cái điện thoại không? Bớt giỡn đi, không tin về lục ra có, không sợ. Ừ. Không có vụ đó. Dạ. Nhưng mà ý mình nói thì nhiều khi chắc mình nghĩ ta chết. Cái dũng giọng kiểu mà chết trôi thiếu gì, nam nữ chết thiếu gì. Dạ. Chết quán, chết này, chết nọ. Mình thì đi lung tung. Dạ. Mình thấy cái cảnh đời, mình thấy nó nghiệt cũng nghiệt ngã. Dạ. Còn bản thân mình cũng mạnh khỏe là được rồi. Dạ. Nhiều khi mình thấy ta nhiều người ta khổ, ta cũng cho mình, mình không lấy nhiều người ngộ. Sáng bà kia có cho 200, bà đi bán số. Ừ. Mình không nhận đâu, mình là nhận thấy cũng được, nhưng mà thấy cũng kỳ quá. Dạ. Làm gì để thất, không phải thất đất gì mà thấy để dành cho người ta, về cho con cháu. Dạ. Mà có những người như cũng như gửi lại những người mạnh thường quân á. Dạ. Người nào ví dụ như có khá giả, thấy không? Dạ. Giàu có, ví dụ cho thì cũng có thể nhận, nhưng mà những người nào mà như người nào mà không có điều kiện, họ khổ á, nhưng mà họ có cái tâm. Dạ. Họ gửi mình thì mình cũng nói thẳng luôn, mình không phải là từ chối phụ lòng. Dạ. Mình không có nhận. Đó, nhưng mà cái lòng thành người ta cho mình rất cảm ơn. Dạ. Khắc cốt ghi tâm, cũng chúc cho những người đó mạnh khỏe. Dạ. Và những mạnh thường quân đó ta cũng thương mình. Dạ. Nên mình cũng chúc cho người ta mạnh khỏe, thành năng phát tài, cũng dạng sự như ý, sống 100 tuổi được. Dạ. Thì có một số khán giả bình luận là lỗng là giống như là bây giờ mình đi lên lỗng như có cái khán giả là có thể thuê phòng trọ hay này kia đó cho anh lỗng ở đó. Thôi. Anh lỗng ở không? Không. Không ha. Ngu gì không ở, nhưng mà ở không được. Ở không được ha. Không phải là gì, nhưng mà mình thừa hiểu có chỗ đó nó mắc kỳ sinh lắm. Ừ. Nói chung là mình dù nó làm sạch cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng như mình nhức đầu lắm. À, lỗng ở không được. Ừ, cũng như nói mạo phạm mình, nói cũng như dạng như người ta nói là hơi ám khí. Ừ. Không, tà khí. Dạ. Đúng không? Giờ rồi vậy? Em giả sử là có một trường hợp khác rồi họ cho chỗ anh ở đó, là anh có ở được không? Không luôn. Không ở luôn. Ở ngoài đường đi. Nói chung thì mình anh Lũng thích là cái kiểu mình đi gì đó anh Lũng, cứ đi bắt tặng, muốn đi đâu ở đâu rồi ăn. Nói đâu chung mình đó. Đi đâu mình ngủ tới đó, đi. Dạ. Đâu mình ăn cái đó, mình. Dạ. Cũng không có nghĩ ngợi cái gì hết trơn. Không thích phiền ai ha? Không phiền gì, trời ơi, mình không đụng chạm người ta, thì không ai rồi. Đụng chạm mình. Dạ. Mình không chọc ghẹo người ta thì người ta cũng không nói về mình. Dạ. Nhưng mà có những thành phần ở đời á. Dạ. Cũng ngộ lắm, chề môi. Ừ. Chua mỏ. Ừ. Rồi cử chỉ thái độ nói chung cũng dạng như vẫn còn gọi là hơi kỳ thị á. Dạ. Cho nên mình cũng không có nghĩ, cũng vui vẻ bình thường. Yeah. Kể ai làm kể người ta. Yeah. Nghiệp người ta lãnh. Đấy, cái gì cũng vậy chứ đời mình làm gì chứ. Yeah. Bản thân mình còn chưa biết được ngày mai mà. Yeah. Bởi vì người ta nói chắc chắn trên đời này không có gì gọi là chắc chắn, cho nên mình đừng có tự tin mãi mãi. Yeah. Có những người người ta có biết bao nhiêu của cải hay là vật chất hay tiền tài, hay là người ta vẫn mạnh khỏe, hay là người ta là gì đi nữa, mà đâu biết được cái chữ ngờ sống nay hay chết mai. Dạ. Cho nên cái diện gì cuộc sống nó vô thường lắm. Cho nên cái diện gì mình sống ở đời mình phải tạo cái phúc, cái đức. Dạ. Con người mà nên nhớ, không ai sống lâu đâu. Vài. Dạ. Chục tuổi, 100 tuổi, và ai đi thì cũng phải về. Ừ. Nhưng cái gì cũng vậy, lúc mình sống mình phải để lại cho cái tâm, cái đức hậu thế sau này. Dạ. Để sau này mình còn thanh thản nữa. Chứ đừng nghĩ mình làm cái điều quá ác ôn hay là những cái điều mà gọi là sai cái đạo lý, và để sau này mình hối hận không có kịp. Dạ. Cho nên nói vậy đó, cái gì cũng vậy, mình cứ nghĩ người ta tốt đi, người ta sẽ tốt lên mình. Dạ. Còn cái chuyện ở đời mà mình có được mình giúp đó, có của giúp của, có công đó, giúp công. Dạ. Còn không có thì thôi, cũng đừng nên nghĩ ngợi cái điều gì hết trơn. Vui vẻ đi, khỏe, vui vẻ đẻ ra tiền. Dạ. Buồn phiền sinh bệnh tật. Đúng rồi, luôn luôn lúc nào mình vui thì cái người của mình nó được thông sáng hơn, thì lúc của mình buồn phiền thì lúc đó mình nói kiểu như là sân si hay là sao, nó không có được thoải mái nó. Đúng rồi, cũng như bây giờ bản thân của ai người đó đi, không sân si hay là tức tưởi đi nữa, tức thôi cũng chẳng làm gì được người ta. Dù bây giờ mình hơn người ta, mình cũng vô tù hay là này nọ thôi. Dạ. Không, cái gì cũng vậy hết trơn, đừng nghĩ ngợi lúc nào mình hơn người ta. Dạ. Mình cứ nghĩ bình thường đi, đừng hơn thua đánh đá để làm gì, sống trên đời này cũng gì. Dạ. Con người ta sống cha mẹ sinh ra ai cũng như ai thôi, cái gì. Dạ. Cũng vậy, mình hơn là hơn cái gì, hơn là hơn cái phúc, cái đức, cái tâm.
phải không? Dạ. Đó. Chứ người ta ở đời người ta thường nói câu giàu, giàu là gì? Đâu ai định nghĩa được. Giàu là giàu cái tâm, cái phúc, cái đức, đó mới gọi là giàu. Dạ. Còn giàu tiền, giàu bạc trên danh nghĩa, cuộc sống sung sướng lụa làng hay là nhà cao cửa rộng thì sống mà không có cái tâm thì đâu phải gọi là giàu. Dạ. Không? Cuộc sống vô thường mà, sống nay cũng chết mai, cũng như cuộc sống cũng như nước chảy qua cầu, không có gì hết trơn. Dạ. À, cũng mong sao ở đời vậy, mình nói vậy ai buồn thì chịu thôi. Dạ. Chứ mình cũng không phải mình chửi bới gì ai, không phải nói sốc, nói mé, nói móc gì. À, đó là cái câu đối nhân xử thế, mình cứ làm tốt đi, dạ, trời Phật cũng cho mình thôi. Giờ nói đại khái đi, tại sao mình bệnh hoạn, mình lăn ra, mình nằm một chỗ, những người có tiền mà họ không chống cự nổi, dạ, vẫn bỏ một cái đồng tiền rất là lớn mà họ không lấy được cái tánh mạng, họ không sống được. Mà có những người, ví dụ như tôi nói không phải là hay, tôi cũng bằng da bằng thịt, dạ, đâu hay ho gì, mà nhỏ lớn gì tôi không tốn tiền bác sĩ gì hết. Có đó là hỏi đi, tự hỏi đi, tại ai mà cũng do mình. Dạ. Mình đâu có làm gì đâu, mình cũng đâu có tạo phúc đức gì nhiều đâu, mình cứ ở đời ngay thẳng đi, thấy không? Mình cũng đâu có bố thí nhiều, mà mình cũng muốn bố thí nhưng mà mình không có khả năng. Dạ. Tại mình cứ ngay thẳng, trời Phật phù hộ mà, tôi đã nói vô hổm rồi. Dạ. Trình độ thì không bằng trời độ. Dạ. Cái gì cũng vậy, cuộc sống vui vẻ. Dạ. Đó, đừng nghĩ ngợi gì hết. Thì nói chung là mà nếu như kiểu bình thường thì Kỳ cũng nói chung làm cái này thì cũng không có tiền đâu, mình chỉ tùy theo duyên mình làm, rồi khi đủ nhân duyên thì sẽ được trợ duyên cho những cái người Kỳ quay. Thì nhiều lúc Kỳ đi quay đó thì mình phải bỏ tiền ra cái này cái kia đi tùm lum chân á, như ngày em mà kiểu em làm thì nó sao lũng, em cũng hiểu sao mà nó cũng là cái duyên của cậu, cũng là cái tâm, có phải là cái tâm không? Nếu mà cái tâm của cậu nó không đi chung với cái duyên thì không bao giờ cậu làm nổi. Dạ. Nhiều khi mình đi làm đó lũng, là em đi làm ha, rồi mình bỏ cái tiền đó mình biết đi tới đó quay đó, nhưng mà biết chắc là không có khán giả coi, không có người ủng hộ người đó luôn. Ừ. Mà mình muốn lại quay đi để coi có khi đăng lên đó cũng là cái nghiệp, giúp được ai, giúp được cái gì, nghiệp ta gọi là nghiệp duyên đó. À. Bắt buộc phải theo một cái nghiệp duyên đó. Dạ. Có nghĩa là cái nghề của cậu á, nghề vlog á, dạ, thì cũng là một cái nghiệp, cũng như con người ta sinh ra đâu ai giống mình đâu. Dạ. Cậu làm cái nghề của cậu cũng là cái duyên nghiệp của cậu. Ừ. Không? Dù biết rằng không có cái số tiền gì đó, không có nhận luôn, không có số tiền gì quá cao, nhưng mà nhiều khi lắm lúc lỗ mình cũng phải chấp nhận mình làm. Dạ, đó đúng. Cũng là cái nghiệp của cậu. À. Không? Đó cũng là cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp duyên chứ không phải là nghiệp báo. À. Nghiệp báo tức là cậu làm điều ác thì mới gọi là nghiệp báo. Dạ. Nghiệp đó là nghiệp duyên, cho nên mình phải chấp nhận những gì cuộc sống mình đã có hiện tại. Dạ. Cho nên mình đừng có, cũng đừng suy nghĩ chuyện gì hết. Không? Ai biết đâu, nhiều khi cậu gặp những cái sự may mắn là sao. Dạ. Cứ giật giật trả ơn thôi, có gì hết trơn. Dạ. Thì có đôi lúc là em đi, nói chung là mình đi theo cái kiểu là mình làm, em hiểu là em đang làm gì luôn, sợ em bữa nay là tâm sự với anh Lũng. Mình đang làm quay nè, làm nó làm gì mình sợ là không biết luôn, nó làm sao luôn đúng. Nhiều khi mình nghĩ cái duyên mình làm mà mình quên đi những cái sự buồn phiền. Ừ. À, dạ. Nhiều khi đó cũng là gọi là một cái thú vui của mình. Dạ. Đó. Cho nên không có nghĩ ngợi cái chuyện gì hết trơn, cứ làm đi. Thì không biết sao các bạn, thì Kỳ làm cái kiểu mà nó nói chung không giống người ta, hay là cái tên của mình nó gắn là tên Kỳ rồi nó gắn liền tới những cái điều kỳ hay sao đó anh Lũng? Kỳ gì? Kỳ gì? Em hả? Ừ. Nickname hay là sao? Nickname. À, em đã là Kỳ Gâu. Tại vì có gâu mình muốn cho nickname. Có gâu, cái gâu không phải gọi là cái tên, mình lấy cái gâu mình nhét vô để nhét vô cái chữ Kỳ cho nên nó cũng hay hay. Dạ. Để cho gọi là cái nickname, gọi là cái địa danh của mình thôi. Ừ. Cái mặt danh của mình đó. Dạ. Cho người ta dễ gọi. Dạ. Chứ con người ta nhiều khi một cái tên này người ta đặt cái biệt danh khác, ví dụ tôi tên Lũng. Ừ. Thấy không? Hồi nhỏ ta gọi là Mực. À. Tôi nghĩ ồ Mực là chó mà sẽ đặt tên Kỳ. Ừ. Tại nhỏ đen, tối ngày ngoài nắng không à. Dạ. Không hiểu luôn. Mới đó cha mẹ đặt mình sao mình nói, mình cũng cười thôi. Dạ đúng rồi. Đó, có nhiều người tên là Na. Ừ. Na mình không nói đi, chữ Kỳ thì Kỳ Kỳ thấy nó hay kỳ. Đó. Nhưng mà hồi nhỏ má má đặt tên Mực. Ủa gì kỳ vậy trời, nhớ Mực là chó mà, chó Mực mà. Mực là đen đó mà. Ờ, Mực là đen. Ừ. Đó, còn mình thì tên Lũng, Lũng thấy cũng hơi sai sai nữa.
tự nhiên trai đặt tên Lũng thiếu gì tên. Nói chung thì nhưng mà nhiều khi đó cũng là cái tên. Dạ, có rồi. Những người trai mà tự nhiên đặt tên gái, tên Bích, tên Phượng.